bạn có thể uống nhá. Cái này chất đạm rất là cao các bạn này, vitamin khoáng chất, và cái chứa này rất là tốt các bạn này, từ người mời ốm dậy cho đến người già thường uống cái chứa này các bạn nhá. Các bạn tận dụng cái chứa này để làm bánh này. Các bạn có thể tận dụng cái chứa này hoặc sữa Milo cũng được, sữa Milo nó cũng rất là thơm và ngon đấy. Tầm khoảng tầm 3 đến 5 phút nữa là được, ok các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ cái phần này ra nha các bạn. Đây. Rất là nồng na nóng nính. Và này, và như vậy thì mình đã hoàn thành xong rồi. Đấy, các bạn thấy không? Nó rất là nồng na nồng nính luôn. Đấy, rất là thơm ngon nhá. Cái này thì các bạn trẻ rất là thích. Rất là thơm các bạn, đặc biệt cái chứa này này, cái chứa này ấy, rất là thơm, cái mùi của nó rất là thơm nữa, nó không bị tanh đâu các bạn này. Đấy, nó vẫn nùng nai nùng nình như thế này các bạn này. Đấy, ngon chưa? Bây giờ mình sẽ cái chìa đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy này. Đây, cái bánh này. Đấy, chưa các bạn. Rồi các bạn chỉ cần về và thưởng thức nó thôi các bạn nha. Rồi và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Sẽ sử dụng cái hũ sữa chua này để chúng ta sẽ làm một món bánh hấp các bạn nha. Để làm món bánh hấp sữa chua thì rất là đơn giản thôi các bạn. Thì chúng ta sẽ sử dụng một hũ sữa chua như thế này các bạn nha. Rồi các bạn sử dụng cho mình một ít sữa bạc nữa. Cái này cũng cần nữa. Cái này một ít sữa tươi, sữa ống thọ các bạn nha. Một ít bột mì và một ít lạc rang các bạn nha. Đây là cái phần này mình đã rang sẵn rồi, còn ít nữa thôi. Bây giờ thì mình sẽ làm cái món bánh hấp sữa chua này các bạn nha. Rồi cái món bánh hấp sữa chua này các bạn bỏ cái phần bột mì vào cái trong này luôn các bạn này. Phần bột đấy. Bây giờ mình sẽ bóc cái phần sữa chua nhé.
đầu cái phần sủi chua, hết cái phần sủi chua này vào trong cái phần bột mì này. Chúng ta sẽ quấy đều các bạn này. Bỏ cho mình một ít sữa tươi này nhé. Mình thêm một chút sữa ông thọ.